Xin chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Giang Nhà Phố Bán Nhà Thủ Dầu Một Bình Dương. Nếu như quý anh chị đang cần tìm mua đất hoặc mua nhà tại khu vực thành phố Thủ Dầu Một, hoặc đang tìm cho mình một đơn vị thiết kế thi công và xây dựng nhà, thì đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để được xem và tham khảo những video nhà bán mới nhất hiện nay. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một ngôi nhà ở phường Phú Mỹ. Nhà chúng ta là nằm trên mặt tiền đường DS049. Đường DS049 là đường thông từ đường Huỳnh Nhân Lĩ qua đường DS001, và chúng ta đi làm ở khu vực thành phố mới rất là thuận tiện. Em xin giới thiệu qua cái diện tích và cách bố trí của ngôi nhà. Nhà diện tích là ngang 5m58, dài 16,5. Được thiết kế là một trệt, 2 lầu, 3 phòng ngủ, 4 vệ sinh, 1 phòng thờ. Như vậy là 3 phòng ngủ chúng ta đều có nhà vệ sinh trong luôn nha quý anh chị, rất là thuận tiện. Hướng nhà là hướng nam, phù hợp với mệnh khách hàng là đông tứ trạch. Khách hàng nào hợp hướng đông nam, nam và bắc ở nhà này đều được. Thì nhà này thì chủ nhà xây dựng 2 căn. Thì hiện tại đã bán một căn bên đây rồi, chỉ còn duy nhất là một căn ở bên đây thôi. Mà căn đây thì cái diện tích nó lớn hơn nha quý anh chị, mà vẫn bán giá em thấy nó cũng rất là hợp lý so với cái thị trường. Mời quý anh chị vào xem trực tiếp bên trong ngôi nhà. Thì trước nhà đây thì cửa cũng là một lớp cửa sắt rất là kiên cố chắc chắn nha quý anh chị. Cửa sắt này rất là kiên cố luôn. Đường trước nhà chúng ta là đường DS049 nhựa 6m thông nha anh chị. Xe ô tô chúng ta đi 2 chiều rất là thông thoáng, thuận tiện. Trước sân đây chúng ta thì tới 5m2. Bên đây thì để được một chiếc ô tô bán tải thoải mái đó nha anh chị. Xe ô tô thì chúng ta để bên đây. Ở bên đây thì chúng ta để được khoảng 7-8 chiếc xe máy. Hai bên thì chủ nhà cũng có trồng sẵn những cái hoa cây cảnh, tạo thêm cái khoảng xanh cho ngôi nhà của mình. Để quý anh chị có thể xem phía trước đây là mặt dựng của ngôi nhà nha. Rồi mời quý anh chị vào xem bên trong. Cửa chính nhà và tất cả các phòng ngủ đều là cửa nhôm kính sinh pha nha anh chị. Nhà thì chỉ xây dựng hoàn thiện thôi, chỉ có tặng cho chúng ta là tủ kệ bếp. Và chủ nhà có thiết kế 3D của đồ nội thất sẵn. Thì quý anh chị nếu như mà có nhu cầu mua nhà và muốn làm nội thất luôn á, thì chủ nhà sẽ thi công cho mình luôn nha quý anh chị. Anh thấy một cái mẫu nhà này rất là hiện đại, có cái không gian mở. Thì một tí xíu quý anh chị có thể lên cái lầu 1 và lầu 2. Quý anh chị thấy cái nhà chúng ta, chủ nhà bố trí rất là nhiều cái cửa sổ, tạo cái không gian thông thoáng và sáng cho ngôi nhà của mình. Khu vực ở phòng khách ở đây thì diện tích nó khoảng là 22m2, cũng rất là rộng. Bên đây thì để tivi nha anh chị. Tiếp theo khu vực đây cầu thang. Cầu thang thì tay vịn gỗ và kính cường lực. Chỗ này thì chúng ta có thể để những cái chậu hoa, bình bông ha, rượu gì đó. Vừa để chân rượu, vừa là ngăn giữa cái phòng khách và bếp luôn nha anh chị. Khu vực chỗ này thì chúng ta để là tủ lạnh. Bố trí cái bố cục rất là hợp lý, phong thủy nha anh chị. Ở đây lửa như nước nè. Bếp ga với tủ lạnh là quay vào nhà nha anh chị. Nhà thì chỉ có giao hoàn thiện thôi, chỉ có duy nhất là tặng cho chúng ta tủ kệ bếp thôi. Với lại ở đây thì nó có mút máy hút mùi. Với lại ba cái phòng ngủ thì được tặng cho là ba cái máy lạnh nha anh chị. Chỗ này thì rửa chén. Khu vực ở phòng bếp ở đây thì diện tích nó cũng rộng hơn cái phòng khách xíu, nó khoảng 25m2 nha anh chị. Để chỗ này để bàn ăn cũng rất là rộng rãi luôn. Rồi dòng ra phía sau đây. Thì chỗ này thì có một cái chủ nhà thiết kế sẵn cái đường ống chỗ này, thì chúng ta để cái máy giặt nha anh chị. Phía trên đây thì nó giếng trời lấy sáng cho ở phía sau ra. Rồi đây tiếp theo đây là nhà vệ sinh nè. Nhà vệ sinh đây cũng rất là rộng rãi ha. Chủ nhà cũng có lắp sẵn máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời nha anh chị. Chúng ta về chỉ sử dụng thôi. Em xin bật mí thêm cái giá bán của ngôi nhà đây á, là giá bán là 4,3 tỷ, còn thương lượng nha anh chị, và có hỗ trợ vay ngân hàng tối đa cho quý anh chị. Quý anh chị muốn đi xem nhà này thì nhanh chóng liên hệ em để được dẫn đi xem thực tế. Rồi mời quý anh chị chúng ta lên
lầu 1 thì có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh trong luôn. Rồi khu vực ở trên lầu 1 chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh luôn nha anh chị. Đầu tiên lên cái chỗ cầu thang á, thì chỗ này nè có cái cửa sổ nè. Chỗ này nếu như mà ban ngày không trời không mưa chúng ta mở ra thì gió đi nhiều khi nó cũng luồn vào đây, nó tạo cái không gian nó mát mẻ cho ngôi nhà ở đây. Thì mở cửa ra đây, chỗ này cũng rất là sáng. Rồi ở trên đây này nó có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh trong luôn, rất là thuận tiện. Cái phòng ngủ ở đây thì diện tích nó khoảng chừng 15m² nha anh chị, cũng rất là rộng rãi. Nó tiện cái là có nhà vệ sinh ở trong ở đây luôn. 3 phòng ngủ tặng cho chúng ta là 3 cái máy lạnh. Rồi nhà vệ sinh ở đây thì diện tích nó cũng khoảng 7m², cũng rất là rộng. Nhà thì chỉ giao hoàn thiện thôi, có thiết kế 3D, đồ nội thất sẵn. Nếu anh chị cần lắp đặt thì chủ nhà thiết kế lắp đặt cho luôn nha. Rồi chúng ta qua cái phòng ngủ ở đây. Nó có một cái phòng ngủ là master, là rộng nhất dành cho vợ chồng. Phòng ngủ ở đây thì nó khoảng 28m². Nó cũng có nhà vệ sinh trong luôn, tặng một cái máy lạnh. Lúc nãy thì em có nói đến với anh chị là có thể là khi mà chúng ta lên chỗ lầu 1 á, quý anh chị xem ở đây thì chủ nhà thiết kế là cái không gian mở. Nhà nó rất là nhiều cái cửa sổ. Nhà rất là thoáng nha anh chị. Cửa sổ đây ra cái ban công đây cũng rất là mát. Trên đây thì chủ nhà cũng có trồng những cây sẵn, rất là đẹp luôn. Rồi vị trí nhà là đường DX 049 Phú Mỹ, là đường nhựa 6m nha anh chị, thông từ đường Hoàng Nhân Lĩ qua đường DX 001, xe ô tô 2 chiều rất là thuận tiện luôn. Rồi mời quý anh chị chúng ta lên lầu 2 nha. Lầu 2 là có một phòng ngủ và một phòng thờ. Rồi trên lầu 2 chúng ta đây nó sẽ có một phòng ngủ, nó cũng có nhà vệ sinh luôn nha anh chị, nhà vệ sinh trong luôn với là một phòng thờ. Phòng ngủ ở đây thì diện tích nó cũng tương đương cái phòng ngủ ở dưới, nó cũng khoảng tầm 15m², cũng khá là rộng, đủ cái bố trí cho chúng ta một cái giường, một tủ quần áo, bàn trang điểm, rất là tận tiện. Cái nhà vệ sinh trong. Quý anh chị có thể là nếu như mà quý anh chị đi xem nhiều nhà, quý anh chị có thể là tự đánh giá được cái kết cấu, cái mẫu mã và cái chất lượng của ngôi nhà. Thì em chỉ giới thiệu sơ cho quý anh chị về cái vị trí nhà này, rồi cách bố trí nhà như thế nào thôi. Còn vấn đề về chất lượng thì đầu tiên là chắc chắn là bên chủ nhà họ xây đảm bảo là chất lượng cho chúng ta, và nhà đều có bảo hành. Tùy theo cái vấn đề giá cả, là giá cả mắc hay rẻ là tùy theo cái vị trí. Và ví dụ như những cái cửa, thay vì cái cửa là cái cửa sắt bình thường, chủ nhà sử dụng một cửa nhôm đúc thì chắc chắn cái giá nó cao hơn rồi. Thì cái đó thì em chỉ nói sơ cái vấn đề về cái vị trí nhà thôi. Còn vấn đề về chất lượng thì quý anh chị đi xem và tự cảm nhận nha. Rồi khu vực tiếp theo đây là khu vực phòng thờ. Phòng thờ ở đây thì nó cũng rất là rộng nha anh chị. Phòng thờ đây cũng rất là rộng luôn. Diện tích nó thì em ước chừng là cũng tầm khoảng là hơn 20m² đó. Ở đây thì cũng có ra ban công đây. Thì tối chúng ta lên ở đây ngồi uống nước trà tâm sự nha, rất là tiện. Đây chủ nhà trồng rất là nhiều cái cây xanh. Em thấy cái mẫu nhà này cũng rất là đẹp, phù hợp với vợ chồng trẻ, và nói chung là cũng đại đa số là nhiều người. Thì quý anh chị có nhu cầu đi xem cái nhà này hoặc là những cái ngôi nhà khác cùng ở khu vực thành phố Thủ Dầu Một thì có thể liên hệ em số điện thoại là 097 559 5679 hoặc là website giangnhaphố.com, hoặc là quý anh chị có thể là truy cập vào kênh YouTube của em là youtube.com/giangnhaphố. Quý anh chị có thể là xem tham khảo nhiều cái video nhà bán khác. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị.